có thể anh em chưa biết thì trước đây tôi đã chơi Minecraft. Ok. Nhưng mà nó không phải là bản của Mojang mà nó là bản Multicraft. Yeah, sự thì lúc đó tôi chẳng biết cài crack đâu, nên là việc chơi game lậu là chuyện gì đó khá là khó. Anyway, chúng ta đã có Multicraft. Hôm nay tôi quyết định review con game này để ôn lại kỷ niệm cũng như là bú phê. Ok, cho ông nào chưa biết thì tôi review game thì tôi sẽ không review giống như một số ông là kiểu như là vô đó đọc bình luận về con game hay là insert question đi kiếm game các kiểu. Thì tôi chỉ đơn giản là review con game đó, trong con game đó có gì thôi, chứ còn những thứ ngoài rìa thì tôi sẽ không review. Thật sự thì phải nói rằng con game này rất là nhiều người chơi, đến tặng 50 triệu lượt tải, thì anh em có thể thấy được rằng là cái sức ảnh hưởng của con game này khá là lớn rồi. What the hell, mẹ, giao diện bây giờ nó đã thay đổi phải gọi là 180 độ luôn. Và ở đây nó còn có máy chủ để tham gia các trò chơi như sinh tồn mấy cái MB này. Nói chung là cũng có khá là nhiều người chơi. Và cái này để mình tạo máy chủ, tính là tạo máy chủ ở đây mà không tốn tiền luôn á, và không phức tạp lắm. Ok, giờ mình sẽ vào chơi thử. Ok, tôi thấy cái cơ chế này nó khá là hay anh em ạ, là cơ chế chọn nhân vật. Nhưng mà thôi, tôi sẽ chọn người da trắng tại vì tôi muốn khởi nghiệp. Mới vào thì chúng ta được bonus thêm một cây kiếm đá đi phải, và 8 cái đuốc cộng thêm 32 tấm gỗ. Ôi, thì chúng ta sẽ đi khám phá xung quanh xem thử ở đây chúng ta sẽ phát hiện được những thứ gì mới mẻ nha. Ôi, tôi lại quên mất là game này thường có quảng cáo anh em ạ. Để ra tôi tắt mạng cái anh em nhé. Không ngờ rằng là tôi lại kiếm thấy một ngôi làng ở đây nhanh như vậy. Thì tôi nhớ rằng là đây là thương nhân, người này bán hàng chỉ có một mình loại người này bán hàng thôi. Mẹ, bán đắt vãi. Bán như thế này anh lời cắt cổ rồi, thôi qua Trung Quốc bán đi cụ. Để vô nhà lút tí đồ nữa. Như tôi nhớ là không được đánh con người rồi. Mẹ, đánh thử. Không thể, không đánh được. Thì sau mình sẽ lấy ít đồ nha, xin ít đồ nha. Mà mình nhớ trên gác thì nó cũng chẳng có cái gì đâu, tại vì trên gác chỉ có sách thôi. Mà giá sách ở đây thì nó khá là vô dụng này. Ok, mình sẽ qua mấy ngôi nhà bên kia. Tôi nhớ thì đây là nhà của trưởng làng. Hình như là ở cái tầng 2 sẽ có một cái giường thì phải anh em ạ. Mình nhớ hồi trước tôi chơi là vậy. Mẹ, không có một cái gì luôn. Thôi, tôi sẽ lên tầng 3 xem thử có gì. Như tầng 3 mẹ cũng không có cái mẹo gì luôn anh em ạ. Thôi, nhảy xuống. Bên kia thì nó cũng giống như bên này thôi anh em ạ. Ok anh em ơi, thì tôi vừa grab ít đồ và sẽ gặp luôn được một cái hang anh em ạ. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh anh em nhé. Thì trong khi mai một chút thì tôi muốn tâm sự với anh em về lý do tại sao mà lâu rồi tôi chưa ra video. Thì lý do rất đơn giản thôi, vì gần đây chỗ tôi mưa khá là nhiều, thế nên việc thu âm một video thì nó sẽ khá là khó. Vì gần đây tôi cũng muốn sẽ thu âm cho anh em nghe giọng tôi cho rõ anh em nhé, không có dùng giọng AI nữa. Và cảm thấy một việc nữa là tôi bận chơi Free Fire với bạn. Ok, thì ở dưới hang lâu quá rồi thì chúng ta cùng nhau lên trên mặt đất một chút, hít thở không khí trong lành nào. Quay giờ mưa mà, giờ tuyết mà. Ok, let's go nào. Ồ, mà không biết cái con này là cái con gì nữa anh em ạ. Như con ốc xanh thì phải. Để xem thử. Ok đi mẹ. Cái chó vậy đây. Mẹ, ảo thật đấy. Con này là con gì trong Minecraft hả? Mẹ không thấy bao giờ. Để thử để lút miếng thử. Né con này ra cái. Ok. Để vô xem thử. Chọn con tiếp khác. Ok. Hình như cái nó là bóng nhận sao? Mẹ đánh luôn con chó luôn. Mẹ chó hổ báo đấy nha. Đập luôn. Ok, thì hôm nay không thì bây giờ chúng ta gặp người tiếc anh em ạ. Đấy, mẹ nhìn mặt khá là thân thiện luôn.
đánh. Ủa mẹ, ô thằng này. Rồi rồi, mày xong rồi. Tưởng mày treo chút thôi mà làm gì căng ấy. Ok, thì mình qua luôn cái map tiếp theo nha. Tại vì cái ban đêm của game này tôi thấy nó chẳng có cái mẹ gì nguy hiểm cả. Hiểu là nó khá là đơn giản và chán ấy. Game này sinh tồn không thấy nó có cái gì gọi là cái dạy sự hứng thú của người chơi luôn á. Ok, anh em tôi quyết định sẽ giết ngôi đạo này anh em ạ. What the fuck? Ô, ấy, có cái zombie khổng lồ luôn à. Ô, game này có lúc có rồi. Như hồi trước tôi chơi có rồi thì phải. Ừ, tôi nghĩ là cũng có zombie khổng lồ đấy. Kể nó đi mấy con này. Hey, mà ở game này tôi thấy có một điểm khá là hay nha. Đó là kiểu như là mấy con zombie này nó vẫn có thể tấn công những người chơi bằng trình độ sáng tạo, nhưng mà nó không gây mất máu, nhưng mà nó vẫn cứ tấn công kiểu mà dân lợn ở đây nha, xịn hơn dân lợn ở Minecraft nhiều. Tại vì dân lợn ở đây nha là nó còn biết tấn công cái zombie nữa, dân lợn ở Minecraft nó chỉ biết chạy thôi. Ok, sau một hồi tìm kiếm thì tôi cũng đã tìm kiếm được cái công trình này rồi anh em ạ. Thì đây là cái công trình, như tôi nhớ là công trình duy nhất thì phải, mà cái multicraft này nó tạo ra. Thì cái công trình này hồi trước tôi nhớ là nó cũng chẳng có cái gì hết anh em ạ. Mình chỉ đơn giản là xây lên một tòa nhà đá và trong đó cũng chẳng có một cái mẹ gì luôn. Bây giờ thì nó được thêm vô mấy lồng spawn với lại là cái rương. Tôi nghĩ vậy là hết rồi anh em. Hết code của thằng này. Tôi không hiểu nha, tại sao mà cái studio này chỉ có một game thôi mà nó phát triển game là lâu vãi. Ừ, không chịu phát triển game luôn á. Game nó cứ bỏ ở đó. Ờ, thấy rồi. Mẹ không có cái gì luôn á. Game này đúng thật là hồi trước không hiểu tại sao mình có thể bỏ một khoảng thời gian ra khá là lâu rồi đi chơi con game này. con skeleton á, nó biết mình ở chế độ sáng tạo nhưng mà nó vẫn bán mình nha anh em. Thế nó mới ảo em. What the hell bruh. Đấy mày, tưởng tắt mạng là không quảng cáo rồi mẹ, bây giờ quảng cáo không cần mạng luôn à, ảo thật đấy. Mày yêu nào tôi đây. Như tôi đã nói từ trước thì tôi đã chơi con game này từ lâu, nhưng mà cái điểm mà tôi đánh giá thấp con game này đó là nó không có cánh cổng địa ngục anh em ạ. Thì sau bao nhiêu năm nó có cập nhật hay không, tôi sẽ cho anh em xem nhé. Không nam như bản thân tôi em.